Mà tuy nhiên đến năm 2017 thì sau khi mà có thông tư 21, thông tư 51 đã ra đời thì thường là các anh chị cũng đã rất là dễ dàng để tiếp cận rồi, chắc các vấn đề này không phải là vấn đề phức tạp. Nhưng tuy nhiên hôm nay thì chúng ta nói về một số cái vấn đề vì nó còn liên quan các anh chị trong này, một số trong các nhóm này hoặc là nội trú các bạn tham gia phục vụ tiêm chủng, thì cái đây cũng là một cái quan trọng. Nhưng tuy nhiên là trong này thì nó có mấy cái vấn đề mà cấp cứu phản vệ thì trước đây thì chúng ta dè dặt quá mức, nhưng gần đây thì chúng ta lại chẩn đoán quá mức. Nên là anh chị thấy rất nhiều trường hợp, chúng tôi cũng thấy là chúng khi mình đọc ở Hà Nội họ gửi cho mấy chục cái ca mà người ta chẩn đoán nghi ngờ phản vệ liên quan vaccine ấy, thì người ta chúng tôi đọc ra thấy thì tiêm adrenaline, nhưng mà thực tế thì tiêm adrenaline quá mức nhưng nó cũng không gây ảnh nguy hại gì bằng trước đây người ta chẩn đoán muộn quá thì nó gây chết, nên là chúng ta chấp nhận được. Thế thì chúng ta biết là cái thông tư 51 này nó là một cái thông tư mà nó cái văn bản hướng dẫn, cũng giống hệt như chúng ta bây giờ có những cái văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế khi chúng ta điều trị COVID ấy, thì gọi là văn bản về pháp lý. Thế là áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh và tất cả những người tham gia khám chữa bệnh và những người liên quan. Thế thì một số cái chuyện trước đây ấy, thì chúng tôi cũng rất là băn khoăn trăn trở là cái chuyện mà thầy Bình, là giáo sư Nguyễn Gia Bình, chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam, thầy Bình đã bỏ bỏ cái ngay cái từ sốc. Trước đây tất cả mọi người chẩn đoán sốc phản vệ có nghĩa là khi là có tụt huyết áp, nhưng từ ngày thầy Bình đã bảo chẩn đoán là phản vệ có nghĩa là cái bệnh nhân có thể không có tụt huyết áp. Thế các anh chị nhung thì chúng ta tí nữa chúng ta lướt qua một số, và cái dị nguyên tất cả các phản ứng dị ứng này thì chúng ta đương nhiên là biết là phản ứng phản vệ là một phản ứng dị ứng rồi, cái này thì cũng không phải nói. Nhưng thứ hai nữa là khi mà xảy ra tiêu chuẩn phản vệ thì cái này nó có một cái điểm rất mới là cái thông tư này khi các thầy đấu tranh rất nhiều, các thầy đưa vào cái tiêu chuẩn gợi ý phản vệ. Rất nhiều trường hợp mọi người hình dung là chúng ta không làm cấp cứu bao giờ cả. Chúng ta nhìn thấy một bệnh nhân khó thở chúng ta không biết làm gì cả. Và xong khi mà thấy bệnh nhân như này thì chúng ta nghi ngờ chúng ta có phản vệ hay không. Thế cái tiêu chuẩn này thì mới khi mà mới đưa ra thông tư 51 năm 2017 ấy, thì rất nhiều người cũng phản ứng và người ta bảo là thế thì có sớm quá hay không. Nhưng tuy nhiên bọn anh nó đưa ra một cái năm 2021, bọn anh nó đưa ra một số cái tương tự, tí nữa tôi sẽ chiếu cho anh chị xem. Thế thì trong cái cấp cứu phản vệ thì các thầy đưa ra ba cái kịch bản, ba cái tình huống khác nhau. Là tình huống thứ nhất là bệnh nhân có biểu hiện hai trong bốn tiêu chuẩn, đó là bệnh nhân da niêm mạc cộng với là bệnh nhân thì kịch bản thứ nhất là da niêm mạc cộng với một trong hai tiêu chuẩn là cơ quan hốt hoặc cơ quan tuần hoàn có vấn đề. Cái kịch bản thứ hai là bệnh nhân chỉ có hai trong bốn cơ quan là da niêm mạc, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa. Thế thì cái biểu hiện về đường tiêu hóa rất dễ bị bỏ sót. Một trong người mà rất nên là chị Hoàn điều dưỡng trưởng ở đây, khi chị ngửi cái hoa ly xong chị đau bụng mẩn ngứa một chút và chị đi ở rất nhiều, nhưng mọi người không nghĩ đến phản vệ, chỉ nghĩ đến dị ứng thông thường thôi, phải cho thuốc chống dị ứng. Xong đến chiều bắt đầu chị tụt huyết áp và sau đấy xét nghiệm mình lắc tắt lên đến 7-8 gì đấy. Các là đấy là một trong cái rất là nặng mà thông thường mọi người thì rất bị bỏ quên những cái triệu chứng về tiêu hóa, hay chúng ta rất hay bị bỏ sót. Thế thì các cái triệu chứng bỏ sót này hay không thì nó liên quan rất nhiều đến khai thác tiền sử của bệnh nhân hoặc khai thác cái dấu hiệu của bệnh nhân. Chúng tôi vào đây thì ngay trong tuần đầu tiên ấy, thì chúng tôi cũng rất buồn là tất cả anh chị chuyển bệnh nhân đến là chúng tôi không có bất kỳ một thông tin gì cả. Rất nhiều bệnh nhân nằm, thậm chí nằm cả tuần không có bất kỳ thông tin gì, tiền sử bệnh sử chẩn đoán trước đây điều trị bệnh gì không có thông tin gì cả. Đến bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều, nhưng mà cái tháng 8 ấy, thực ra là các quận huyện chuyển bệnh nhân đến chúng tôi hiểu là các anh chị rất bận rất nhiều việc, nhưng mà chúng ta chuyển bệnh nhân đi mà về chúng tôi lại, thậm chí là có những người mà người ta gọi điện chúng tôi bảo bệnh nhân nằm chết một tuần rồi không biết bệnh nhân nằm ở đâu, họ bắt đầu họ gọi loạn ấy, họ gọi khắp nơi để tìm người nhà người thân người ta. Thế đấy là cái mà chúng ta không phải là không có, mà chúng ta cái này thường xuyên. Thế tương tự trong phản vệ cũng thế, và rất nhiều chúng ta không hỏi tiền sử. Thế thì tụt huyết áp cũng xuất hiện trong vài giờ đến vài phút, cái này thì rất đơn giản tất cả mọi người đều biết, nhưng có một cái đặc điểm là phản vệ nhẹ. Thì đợt vừa rồi rất nhiều người tiêm vaccine, trong khi mà xảy ra vaccine chúng tôi cũng rất đau đầu khi mà tiêm chủng. Nhưng là tháng 5, các anh chị hình dung là tháng 3 thì vaccine về Việt Nam, từ tháng 3 đến tháng 5 hầu như không ai dám tiêm, mà đến tháng 5 là Hải Dương xảy ra dịch thì bắt đầu tiêm, tháng 4 bắt đầu ra tiêm, tháng 5 bắt đầu tiêm. Những ca xảy ra phản vệ đầu tiên là chúng tôi ngồi gần như bắc ghế trước phòng bệnh nhân để trông bệnh nhân, mà chỉ cần một ca chết thôi thì tất cả lô vaccine có khi bỏ đi. Anh chị hình dung nó khủng khủng khiếp đến mức như thế. Đó là chúng tôi tiếp cận 10 bệnh nhân đầu tiên phản vệ từ Hải Dương, từ từ Bắc Ninh lên, chúng tôi cực kỳ căng thẳng. Anh em bác sĩ ngồi trước cả đêm làm hồi sức, chỉ cần làm một ca làm ECMO cũng rất căng thẳng. Các chị biết ca đầu tiên tử vong là trong An Giang hay là trong Long An gì đấy, đúng không ạ? Chứ không phải. Và sau đấy một cái chị dược sĩ ở Chợ Giấy. Và chúng ta biết thế thì những trường hợp đấy mà ngoài Bắc chúng tôi cực kỳ căng thẳng, tại vì sau sức ép từ bộ trưởng lúc nào cũng bảo là phải giữ bệnh nhân phải rất an toàn để không bị lô vaccine chúng ta. Và còn bây giờ chúng ta biết là vắc COVID nó bùng lên rồi thì ai cũng muốn tiêm vaccine cả, còn lúc đấy thì không ai muốn tiêm vaccine. Cái đây anh chị hình dung cái chuyện phản vệ là cái rất quan trọng. Thế thì khi mà như thế thì rất nhiều người tiêm vaccine xong
được chẩn đoán là phản vệ độ 1. Thế độ 1 thì lần sau người ta không được tiêm vaccine. Cái gì chúng đây là một trong cái, đây chỉ là thực tế, nó chỉ là dị ứng thôi. Dị ứng thì có thể là dị ứng với rất nhiều yếu tố như từ tá dược, từ thuốc chính. Nhưng mà cái mà chúng ta chẩn đoán phản vệ là, thế thì cái này chúng tôi cũng đề xuất với các thầy là gì? Chúng ta nên thay đổi cái khái niệm. À, độ 2 là mức độ nặng và mức độ 3 là mức độ nguy kịch, còn là gì, biểu hiện nhiều cơ quan trở lên. Đây là vấn đề. Thế thì các cái sau khi tiếp xúc với dị nguyên thì vài giờ đến vài phút các triệu chứng này thì nó rất rõ ràng rồi, chúng ta biết rồi, từ da niêm mạc hô hấp tuần hoàn các thứ này nè. Thế thì trong một cái nghiên cứu từ năm 2016, giáo sư Nguyễn Gia Bình có nói, và cái này là một cái đề tài mà chúng tôi lấy số liệu từ 9 bệnh viện ở khu vực phía Bắc, cả các bệnh viện công và bệnh viện tư. Chúng tôi thấy là gì? Là cái triệu chứng ban đầu các anh chị nhìn vào cái da niêm mạc đấy, chỉ có khoảng 70% có biểu hiện da niêm mạc, có nghĩa là có 20% bệnh nhân không có biểu hiện da niêm mạc. Nên chúng ta không thể dựa vào bệnh nhân không có biểu hiện da niêm mạc, chúng ta không nghĩ phản vệ. Và thứ hai nữa là triệu chứng về hô hấp ban đầu chỉ có 10-12%, và triệu chứng về tuần hoàn cũng tương tự như thế. Còn khi bệnh nhân có biểu hiện đầy đủ các phản vệ, hoặc là khi chúng ta đã chẩn đoán khi triệu chứng rầm rộ rồi thì cũng chỉ có 80% bệnh nhân có biểu hiện da niêm mạc, nó không phải là không có triệu chứng. Cái này nó tương tự với bọn Anh, nó nghiên cứu thì bọn Anh nó cũng nói đến triệu chứng về da niêm mạc có đến 30% không có yếu tố khởi phát rõ ràng, không có triệu chứng da niêm mạc. Và nó cũng nói về vấn đề về hô hấp và đường thở là hai triệu chứng quan trọng nhất. Cái đây guideline năm 2021 của bọn Anh thì các cái dấu hiệu các anh chị chú ý. Thế khởi phát đột ngột khi sau khi tiếp xúc dị nguyên là cái yếu tố quan trọng nhất. Và chúng ta thấy là biểu hiện hô hấp, biểu hiện tuần hoàn, biểu hiện đường thở, nó nói rất rõ rồi. Còn biểu hiện da niêm mạc có 2 đến 30% bệnh nhân không có biểu hiện. Thì trước đây chúng ta biết là chúng ta chẩn đoán phản vệ có là chờ đến khi bệnh nhân có tụt huyết áp chúng ta mới chẩn đoán phản vệ. Nhưng tùy từ năm 2010, 2012, 13 thầy Bình thấy đã rất nhắc đi nhắc lại là không phải chờ đến khi tụt huyết áp mới chẩn đoán phản vệ. Và chúng tôi đi tập huấn thì trong vòng 7 năm từ năm 2012 cho đến năm 2017, 5 năm rồi. Rất nhiều bác sĩ phản ứng không 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 tuân thủ. Người ta bảo à cái này không phải, cái này không phải, cái này không phải. Nhưng mà sau khi chúng tôi thì nói thì cái số liệu này công bố các anh chị hình dung là có đến 10% bệnh nhân tăng huyết áp. Và đến 70% bệnh nhân không hề có biểu hiện gì huyết áp cả. Tức là chúng ta nên, nếu chúng ta chẩn đoán dựa vào tụt huyết áp chúng ta chỉ bắt được có 20%, đúng không ạ? Chúng ta bỏ sót rất nhiều. Đây là những cái dấu hiệu. Thế cái này nó tương tự với bọn Anh nhau, một bọn anh chị nhìn cái bài báo đến là 2016 nó mới nói về một cái bài báo, nó nói là nó là bài báo tiếng Anh đầu tiên mô tả về tình trạng tăng huyết áp ở bệnh nhân phản vệ. Và nó nói đến khoảng 12%. Có là số liệu của chúng ta giống hệt như các cái nghiên cứu trên thế giới. Nhưng mà đến tận lên có là cái vấn đề tăng huyết áp, vấn đề phản vệ. Thế rất nhiều trường hợp khi mà trước đây chưa xảy ra tiêm vaccine ấy, tức là mọi người không quan tâm phản vệ, mọi người rất nhiều bác sĩ không để ý. Nhưng từ khi mà trẻ chuẩn bị cho tiêm vaccine ấy, rất nhiều bác sĩ bị huy động đi tiêm cấp cứu phản vệ, và rất nhiều bác sĩ bị huy động đi tiêm vaccine. Và chúng tôi là những người đi tập huấn nên tôi biết cái chuyện đó, là chúng ta rất nhiều trường hợp này là về liên quan tăng huyết áp bệnh nhân phản vệ. Cũng tương tự như thế, chúng ta biết là cấp cứu phản vệ ấy, thì trước đây cũng thế, chúng ta tiêm xong chúng ta không để ý bệnh nhân, tiêm xong chúng ta cho bệnh nhân về. Nên tại sao chúng ta phải tiêm xong vaccine chúng ta phải Họ cho sẽ bắt trong danh sách này nếu không. Tại sao chúng ta lại phải cho bệnh nhân ngồi ở trong phòng chờ khoảng 30 phút? Là vì tất cả đều có căn cứ hết, vì trong vòng 30 phút các triệu chứng phần lớn nó biểu hiện trong vòng 30 phút. Anh chị nhung, các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là khi mà tiêm vaccine thì hai cái nghiên cứu VSEP là nghiên cứu để trên 40 triệu người Mỹ đầu tiên khi mà người ta tiêm vaccine đến tháng 2 năm 2021 ấy, người ta thấy phần lớn các phản vệ xảy ra trong vòng 30 phút. Tức là người ta cũng nên, chính vì vậy chúng ta giữ bệnh nhân trong vòng 30 phút khi anh chị tiêm chọc bất kỳ cái gì ở đây cũng là cái tương tự như thế. Tại sao chúng ta nói vấn đề 30 phút là tại vì sau khi bọn Anh nó làm cái guideline của nó nói đến cái chip ta giờ là cái để mà chúng ta chẩn đoán phản vệ, xác định phản vệ thì nó thấy khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi nó hết. Anh chị nhìn vào là khoảng nửa giờ đến 1 giờ rưỡi nó hết. Tức là đây là cái thời gian, à xin lỗi, 1 giờ giờ rưỡi đến 2 giờ là nó lại giảm một nửa. Thế có nghĩa là cái thời gian phản vệ nó chỉ trong vòng khoảng 1 đến 2 giờ đầu tiên là nhiều nhất, 30 phút đầu tiên là rầm rộ nhất. Cũng tương tự như thế, người ta thấy là tiêm vaccine ấy thì ở xin lỗi được các cái phản ứng phản vệ phần lớn nó chết trong vòng 20 phút đầu tiên, đặc biệt là đường tiêm mạch, đường tiêm tĩnh mạch, và các đường uống thì có thể kéo dài hơn. Thế thì trong thông tư 51 thì chúng ta đã biết rõ là gì, đầu tiên là phải xử trí cấp cứu tại chỗ và theo dõi liên tục trong ít nhất 24 giờ. Nhưng mà rất nhiều trường hợp phản vệ đợt vừa rồi ấy vào cũng giống hệt như COVID. Các anh chị thấy là COVID nhẹ mà anh chị đã bắt ở lại đến 2 tuần thì nó lại chiếm hết rất nhiều nơi của bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Nhưng ngược lại thì rất nhiều COVID nặng lại không được ở nhà.
Thế thì trước đây chúng ta rất nhiều trường hợp phản vệ chúng ta không biết, chúng ta theo dõi đến bao giờ. Nhưng rất nhiều trường hợp là chúng ta tiêm xong bệnh nhân phản vệ khoảng 3 tiếng, 6 tiếng sau bệnh nhân hoàn toàn ổn định bình thường. Nhưng chúng ta vẫn bắt theo dõi 24 giờ. Đây là một cái mà chúng ta cũng thể... Còn thứ hai nữa, adrenaline là thuốc duy nhất có tác dụng ngay lập tức để cứu sống người bệnh. Cái này các anh chị nhớ là adrenaline. Thì vì đến bây giờ thì tôi tin chắc là trong vòng 1 năm, 2 năm nay thì tôi tin chắc là cái chuyện mà mọi người từ cả nước này thì biết cái chuyện cấp cứu phản vệ là đơn giản rồi. Nhưng mà nếu mà 4 5 năm trước thì thực sự là khủng hoảng. Vì tôi là người đi đào tạo về vấn đề này khắp cả miền Bắc nên tôi hiểu cái chuyện đấy. Tôi tiếp xúc với nhiều anh chị bác sĩ lắm, tôi tiếp xúc nhiều nhiều người lắm. Nên tôi, nhiều khi tôi tiếp xúc tôi hỏi nói chuyện. Cái thứ hai là thông qua kể cả ngay trong bệnh viện chúng tôi cũng thế thôi. Khi các bác sĩ ở các bệnh viện các khoa hầu như người ta không làm cấp cứu bao giờ. Khi xảy ra phản vệ người ta lúng túng, người ta không biết, người ta không xử lý, người ta cứ cho cả dimeron, cho cả corticoid, cho cả adrenaline, cho lẫn mà anh chị dùng. Nhưng mà chúng ta hiểu là cho cái gì trước. Adrenaline là thuốc duy nhất có tác dụng ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân. Còn các corticoid, các kháng histamine người ta không cho trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nặng rồi. Và người ta nếu các anh chị có cho cũng không sao cả. Vì cho nhưng mà cũng không phải là thuốc ngay lập tức để cho. Các anh chị chú ý như thế. Nên rất nhiều người ghi trong bệnh án thì các anh chị ghi là corticoid trước, dimeron trước rồi đến adrenaline như thế, kể cả ghi chép như thế cũng không phù hợp. Các anh chị nhưng ạ. Thế thì cũng tương tự như chúng ta cũng khẳng định với anh chị là gì, trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đây thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân chuyển đến chúng tôi cũng thế thôi. Cái chuyện tuân thủ dùng thuốc và dùng phù hợp thuốc thì chúng ta cũng đang còn thiệt rất nhiều, và là nhiều khi chúng ta vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hoặc là nhiều khi chúng ta nhớ quên chuyện bình thường, đông quá không nhớ hết. Cái chuyện đấy không, cái chuyện đấy là chuyện thực tế. Thế thì cái việc tiếp theo nữa thì ai được phép sử dụng adrenaline? Cái này là một cái cực kỳ quan trọng mà thầy Bình thầy đấu tranh mãi. Thầy đấu tranh anh chị hình dung là trước đây là adrenaline là thuốc phải do bác sĩ chỉ định, giống như các thuốc khác. Nhưng khi đấu tranh thì thầy Bình thầy bảo là gì? Adrenaline là ai gặp trước thì được xử trí trước. Bác sĩ, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, sinh viên, bất kỳ ai liên quan để cấp cứu phản vệ, hoặc là cái cấp cứu như cấp cứu ngừng tuần hoàn. Thế ai cũng có quyền tiêm adrenaline để cấp cứu những mũi đầu tiên, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa là đối với người mà có tiền sử dị ứng sẵn. Ví dụ tôi tiêm vaccine về mà tôi dị ứng, mà vợ tôi không phải là bác sĩ chẳng hạn như thế, mà có sẵn adrenaline trong nhà, cô ấy sẵn sàng tiêm adrenaline hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Cái chuyện đấy các anh chị hình dung đây là luật hóa để vì sao? Vì nó đảm bảo cái an toàn cho người cấp cứu. Chúng ta hình dung là an toàn cho người cấp cứu. Thì hôm qua có họp về vấn đề điều trị COVID, về phác đồ điều trị COVID thì giáo sư Ngô Quy Châu có nói một câu mà tôi thấy cũng rất thích thú. Thì thầy Châu thấy bảo là thành phố Hồ Chí Minh là đáng lý ra là phải ban hành một cái tình trạng gọi là khẩn cấp về y tế. Có nghĩa là gì? Chúng ta rất nhiều cái chúng ta điều trị giới chuẩn. Giới chuẩn có nghĩa là gì? Chúng ta có anh chị đây bác sĩ không phải là bác sĩ về truyền nhiễm. Anh chị không phải bác sĩ hồi sức, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn phải tham gia điều trị các bệnh nhân nặng. Chúng ta vẫn phải tham gia điều trị bệnh nhân truyền nhiễm. Là còn chúng ta vẫn chưa được trang bị. Thế đấy là một số cái. Và thứ hai là gì? Chúng ta điều trị giống như điều trị công nghiệp ở Bình Dương, anh chị chấm 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 dấu như này, giống như gọi là một phác đồ. Đấy là những cái mà tôi rất thích thú là chuyện là gì? Đó là rất nhiều trường hợp chúng ta thấy là để nó bảo vệ cho người mà tham gia điều trị bệnh nhân. Thì cái này cũng tương tự như thế, các anh chị đây. Thì không phải nhân viên y tế cũng được tham gia cấp cứu. Đây là một trong các trường hợp điển hình là cái người được cấp cứu là một ông bác sĩ. Ông này là nguyên là trưởng khoa hồi sức bệnh viện, ở trưởng khoa gây mê bệnh viện Tuyên Quang. Bác này bác là trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện Tuyên Quang. Bác này bác ấy là thành viên của hội đồng quản trị bệnh viện Hùng Vương. Thế hai anh em đi Hàn Quốc. Thì cái ông mà đi cùng là ông luật sư. Ông này ông học là luật sư chủ tịch hội đồng quản trị. Thì ông được thầy Bình để đào tạo về cấp cứu phản vệ. Từ năm 2013 đến 2016 là trong vòng 3 năm nên ông cũng nắm tương đối tốt rồi. Thế thì khi mà đi Hàn Quốc thì trên máy bay nó khoảng 45 phút thì mới xuống đến sân bay gần nhất. Thì người ta ông ăn cái salad ấy bị phản vệ, ăn bắt đầu khó thở dữ dội, huyết áp tăng lên 160. Cả cái máy bay đấy có hai cái vali cấp cứu thì một cái vali không có adrenaline. Một vali thì còn hai ống adrenaline. Nhưng đến khi bảo tiêm thì cái ông bác sĩ cái ông nạn nhân ông bảo là gì? Không không phải tiêm đâu, tao sợ lắm. Nhưng ông kia ông bảo là gì? Phải tiêm, tiêm là vì sao? Phải thầy Bình đấy dạy thế, tiêm tiêm một lúc sau thì bắt đầu ông hết ngạt thở. Thế đấy là cấp cứu con là gì? Nếu mà thực sự đây không phải là một ông luật sư thì có nghĩa là ông không dám làm. Nhưng mà ngược lại là ông là một luật sư nên khi vì năm nay là chưa ban hành cái thông tin 51. Các bạn hình dung không? Nhưng vấn đề được cấp cứu ông hiểu, vấn đề cấp cứu là vấn đề quan trọng nhất. Nên đấy là chính vì chúng ta đang còn trong quá trình thực hành chúng ta cũng tương tự gặp rất nhiều vấn đề tương tự như thế. Thế thì cái vấn đề cấp cứu adrenaline ấy chị hình dung là quan trọng nhất. Còn như các thuốc kháng histamine này, dimeron này trong trường hợp nhẹ thì ông nói làm gì, anh chị cho anh chị theo dõi cái này thì rất nhiều trường hợp. Thế thì đối với các trường hợp thì chúng ta sử dụng adrenaline lúc nào thì phần lớn là chúng ta biết là khi mà bệnh nhân có biểu hiện từ độ 2, các là bệnh nhân
có khò khè thở rít, có tiếng rít thanh quản thì bắt buộc lúc đây chúng ta phải sử dụng adrenaline. Nhưng mà trong trường hợp này gì, hiện vừa rồi chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân, đợt vừa rồi tôi khi tôi mới vào đây thì Sở Y tế Hà Nội họ gửi cho 27 cái hồ sơ mà cái đợt tiêm chủng đầu tiên của Hà Nội, cái đợt, đợt sau khi mà Sài Gòn căng thẳng ấy, đợt thế thì 27 trường hợp đấy phản vệ thì thấy là gì, rất nhiều trường hợp không phải phản vệ mà bệnh nhân chỉ khó thở thôi, vào thế bệnh viện huyện tiêm xong đến chiều đó khó thở vào lại cho nửa ống adrenaline luôn. À, bệnh nhân cứ kêu khó thở, cảm giác khó thở nhưng mà thực ra nghe không có thở rít, không có gì cả. Nên anh chị hình dung đấy là một trong cái mà chúng ta cũng chú ý. Thế thì chúng ta hình dung là adrenaline thì bắt đầu từ khi độ 2 thì chúng ta sẽ xảy ra sử dụng adrenaline ngay. Thế thì đây ở Anh họ sử dụng khi nào? Các chị nhìn vào đây anh chị thấy là trong trường hợp về chẩn đoán bệnh nhân có biểu hiện đột ngột khó thở và bệnh nhân xuất hiện về các triệu chứng về đường thở như khò khè thở rít, bệnh nhân có thở suy hấp, khó thở như SpO2 giảm các thứ và bệnh nhân có về dấu hiệu về tuần hoàn thì người ta gọi hỗ trợ và người ta tiêm bắp adrenaline ngay lập tức. Người ta tiêm nửa ống adrenaline và người ta theo dõi. Anh chị nhắc lại sau mỗi 5 phút, 3 đến 5 phút. Tại sao phải 3 đến 5 phút? Tại sao chúng ta lại phải nhắc lại sau 30, 3 đến 5 phút? Nhá. Nhá. Thời gian tác dụng. Thì adrenaline là thuốc có tác dụng ngay lập tức khi vào máu. Nhưng cái thời gian đạt đỉnh của nó chỉ 2 đến 5 phút nữa đây. Thế có nghĩa là sau đấy thì chúng ta thấy nó không đạt đỉnh thì chúng ta sẽ nhắc lại, là nó không hết được triệu chứng thì người ta nhắc lại sau 2 đến 5 phút, 3 đến 5, 5 phút. Thế anh chị hình dung, thế thì các cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề về đường thở, vấn đề hô hấp, vấn đề tuần hoàn, ba cái vấn đề này. À, tương tự như thế thì cái phác đồ này năm 2021 so với các thông tư năm 1990 năm 2017 của chúng ta hầu như là phù hợp. Anh chị hình dung, nhưng mà mặc dù họ muốn còn tiêm adrenaline sớm hơn của chúng ta đang nói. Thế thì adrenaline họ sử dụng từ Anh năm 2005. Các anh chị nhìn vào từ 2005 họ đã sử dụng adrenaline là gì? Là khi bệnh nhân khò khè thở rít, có tiếng rít thanh quản hoặc bệnh nhân có suy hấp, người ta đã chỉ định rồi. Nhưng tận đến năm 2017 chúng ta mới ban hành một cái văn bản chính thức, nên là chúng ta vẫn sử dụng muộn quá hơn so với người ta. Cái này chú ý. Đây sử dụng liều adrenaline thì anh chị biết ở Việt Nam chúng ta cho nửa ống. Như đến ngay hôm qua hôm kia đây các anh chị ở làng Sơn La gọi điện chúng tôi thấy vào tiêm vaccine xong cho một ống adrenaline tiêm bắp. Và để chúng ta khi chúng ta cuống quá chúng ta không tuân thủ đâu, sợ quá. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái người mà 100 cân thì cho một ống cũng được, khó thở cho một ống được, nhưng mà người 50 cân thì cho nửa ống là vừa, đúng không? Anh chị hình dung như thế thì cũng tương tự như cái Lovenox ở anh chị này. Bệnh nhân nào vào chúng ta cũng cho Lovenox 40 mg hai bơm, bệnh nhân nào vào cũng cho cái Sarento một viên 10 mg hoặc 20 mg. Nhưng thực tế là chúng tôi vào đây thì cái trung tâm hồi sức này mang cả cái trung tâm xét nghiệm vào đây nữa, nên là người ta định lượng được anti-MA. Thì rất nhiều bệnh nhân không đạt đích, rất nhiều trường hợp không đạt đích, vì có những trường hợp nó tăng, nó vào đây có những anh to lắm, nó nặng đến 108 cân, có một cô nặng 130 cân. Nếu mà chúng ta cứ cho liều như thông thường chắc chắn là không đạt đích. Cũng tương tự như adrenaline thế, chúng ta cho để cho về cân nặng, cái khoảng cân nặng. À, trước đây thì chúng ta biết là gì, chúng ta năm 1999 ấy người ta bảo là tráng bơm tiêm nọ kia các thứ, nhưng mà bây giờ tiêm bắp, anh chị chú ý không tiêm tĩnh mạch như tiêm bắp, tiêm đồng loạt nửa ống trước. Và nếu người nào to hơn thì các chị có thể quyết được tăng thêm. Cái thứ hai nữa là gì? Cái cách sử dụng adrenaline của chúng ta có giống ở các nước trên thế giới không? Ví dụ như Úc ở New Zealand thì người ta cũng thấy là như này. Người ta thấy cả cân nặng của nó, ví dụ trẻ từ 12 tuổi trở lên coi như người lớn. Thì bây giờ phần lớn các cháu bé khoảng 10 tuổi nó đã nặng 40-50 cân rồi mà. Nên phần lớn tăng từ 12 tuổi coi như người lớn, và bọn bé bé thì tăng còn 1/5, 1/6 ống adrenaline thì tùy các anh chị chúng ta cân đối. Thế adrenaline chúng ta tiêm khi nào và chúng ta nhắc lại bao lâu? Thế thì cái này cũng rất hay cãi nhau, vì trong thông tư 51 có ghi là tiêm 2 đến 3 lần không được thì đặt đường truyền tĩnh mạch. Thế thì anh chị hình dung, đấy là trong trường hợp chúng ta đặt được đường truyền tĩnh mạch. Nếu mà trong trường hợp chúng ta không có đường truyền tĩnh mạch thì chúng ta vẫn có thể nhắc lại được, đúng không ạ? Thế thì ở Anh năm 2021 nó nói đến vấn đề là gì? Cái vị trí tiêm bắp ở đây là tiêm này, đối với người lớn là nó tiêm từ trẻ từ 12 tuổi trở lên coi như người lớn, đối với 6 đến 12 tuổi thì tiêm 1/3 ống. Và người ta chú ý là đây. Thế thì nó tiêm bắp là quan trọng. Cái thứ hai là nó tiêm, ở đây nó còn một cái nữa là nó tiêm, nó gọi là adrenaline phản vệ mà nó không đáp ứng với điều trị. Thế khi mà không đáp ứng với điều trị thì nó thấy là gì, nó cho adrenaline tiêm, tiêm xong rồi người ta gọi bác sĩ hồi sức cấp cứu và người ta nhắc lại sau 2 lần tiêm bắp không đạt được nồng độ, à không đạt được mục tiêu. Đó là sau 2 lần coi như chúng ta, tất cả anh chị ngồi đây dù bác sĩ hồi sức hay bác sĩ không hồi sức không quan trọng, đúng không ạ? Dù điều dưỡng hay kỹ thuật viên hay ai đi nữa, chúng ta có quyền tiêm 2 lần adrenaline. Tiêm xong chúng ta thấy không đáp ứng thì gọi một cái ông cấp cứu đến, thì đủ khoảng 2 đến 5 10 phút thì có một cái thằng mới đó đến nó cấp cứu cho mình là cũng phù hợp mà.
Thế chị hình dung ạ. Và lúc đấy thì chúng ta đặt đường truyền. Nhưng tuy nhiên là cái này thì nó cũng giống hệt như cái mà của Bộ Y tế ban hành năm 2021. Anh chị hình dung là 2021 thì đây, à xin lỗi 2017 thì cũng thấy là gì, hai lần tiêm không được chúng ta đặt đường truyền và chúng ta nhắc lại. Thế thì tại sao chúng ta lại tiêm bắp mà chúng ta không tiêm tĩnh mạch? Vì tiêm tĩnh mạch thì nó gây ra các rối loạn nhịp tim, các anh chị tiêm adrenaline gây ra rối loạn nhịp tim, nhịp nhanh thất, hoặc là anh chị đã bao giờ cấp cứu một tuần hoàn chị biết đấy. Khi mà sau khi mà tiêm xong, khi bệnh nhân ổn rồi tự nhiên tiêm adrenaline nhịp tim tăng vọt lên. Nhưng khi bệnh nhân đang ngừng tim thì không sao. Nhưng mà cái thứ hai là chúng ta tại sao chúng ta tiêm bắp mà chúng ta không tiêm dưới da? Vì anh chị nhìn vào đây thì anh chị thấy là tiêm dưới da ấy, thì nồng độ tiêm bắp ấy, thì nó sẽ đạt nồng độ tối đa cao hơn, sau trung bình khoảng 8 phút nó đã đạt nồng độ tối đa. Nhưng ngược lại tiêm bắp ở tiêm dưới da nó khoảng 2 giờ đồng hồ, có là 34 phút sau nó mới đạt nồng độ tối đa trong máu. Thì anh chị nhìn vào đây 34 phút đây thì có trung bình nó phải đạt như này, và có thể đến tận 2 giờ sau nó mới đạt được nồng độ tối đa trong máu. Đó là cái cách tiêm là rất quan trọng. Chúng ta không tiêm dưới da, bây giờ thì phần lớn các bác sĩ rồi bây giờ chúng tôi tin chắc là không ai tiêm dưới da nữa. Nhưng mà các anh chị lớn lớn tuổi trước, mà cái người mà đào tạo từ cái thông tư 5999 trở về trước thì người ta phần lớn là người ta vẫn tiêm dưới da. Anh chị chú ý đấy là cái cách. Thế thì đây là cái sơ đồ mà chúng ta tiêm, đây là chúng ta tiêm dưới da. Thì tiêm dưới da thì nó còn rất lâu mới đạt được hiệu quả, trong khi tiêm bắp thì nó chỉ rất nhanh nó đã đạt được hiệu quả. Nên đấy cái cách chúng ta sử dụng adrenaline. Thế thì sử dụng adrenaline thì bao lâu thì nó hết triệu chứng? Các anh chị thì có quan sát. Thế thì trong cái nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Gia Bình năm 2016 thì thấy là thứ nhất là đối với các triệu chứng thở rít khò khè, các anh chị nhìn không? Thì khoảng 5 phút sau là bắt đầu là nó chưa có dấu hiệu gì, nhưng khoảng 10 phút sau, 15 phút sau là các triệu chứng nó bắt đầu giảm. Và đến khi mà khoảng 1 giờ đồng hồ sau là hầu hết là các triệu chứng nó hết. Và đến khoảng 2 giờ đồng hồ sau các triệu chứng hầu như không còn nữa. Đó là các triệu chứng từ khi mà chúng ta tiêm adrenaline thì nó tiêm chẩn đoán phản vệ chúng ta xử lý trong vòng 2 giờ đồng hồ, gần như là các triệu chứng nó sẽ đạt. Và chúng ta xử lý càng sớm càng tốt để nó không diễn biến nặng và nguy kịch. Cũng tương tự như thế thì người ta thấy là khoảng phần lớn các triệu chứng, phần lớn các trường hợp phản vệ người ta chỉ đáp ứng thì chỉ cần tiêm một mũi adrenaline là đáp ứng tốt. Và có đến khoảng 2,2% là phải tiêm từ 2 mũi trở lên, có nghĩa là đến mức là chúng ta sẽ phải sử dụng truyền tĩnh mạch. Khoảng 10% là chúng ta chỉ 2 mũi là ổn định. Nên trong cái cấp cứu mà ban đầu mà các anh chị làm sớm thì phần lớn bệnh nhân ổn rất nhanh. Đây là một trong cái mà anh chị cần chú ý khi mà chúng ta sử dụng adrenaline cho bệnh nhân. Thế thì cái thông tư 5999 thì cũng rất là phức tạp, anh chị bảo là adrenaline tuy nhiên từ năm 2013 thì thầy Bình thấy đã xui các anh chị các nơi là để bẻ sắt adrenaline. Các anh chị nhìn này, ống adrenaline sẵn. Thế thì ở bệnh viện Hùng Vương thì anh Học, chủ tịch hội đồng quản trị, anh yêu cầu tất cả nhân viên là bẻ sẵn một ống adrenaline để sẵn trên xe tiêm, khi không may xảy ra thì tiêm luôn, điều dưỡng đi tiêm truyền tiêm luôn ngay lập tức, không có vấn đề gì cả. Nhưng tuy nhiên là gì, rất nhiều bệnh viện không làm như thế vì mọi người sợ là tốn một ống adrenaline, vì thế anh chị biết là phản vệ có khi cả tháng mới xảy ra một lần, có 2-3 tháng mới xảy ra một lần, nhưng mà một lần nên nó tiêu tốn của mọi người rất nhiều công sức cũng như là rất nhiều tiền bạc, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân. Nên là rất nhiều người là sợ tốn, nhưng mà thực tế một ống adrenaline này không đáng bao nhiêu cả. Một tháng cùng lắm hết 500-600 nghìn tiền adrenaline, không đáng bao nhiêu cả. Nhưng nó an toàn. Thế thì bọn anh nó cũng khuyến cáo, nó bảo là tất cả các trường hợp mà tiêm để sẵn một adrenaline bẻ sẵn. Bẻ sẵn này nó có 2 mục đích. Trong trường hợp một là gì? Chúng ta tiêm là nó không bị sai liều, đúng không ạ? Hai, chúng ta không mất thời gian. Các chị rất hình dung là giống như kiểu hiện nay rất nhiều nơi là cứ cấp cứu xảy ra phản vệ cứ tiêm cả ống adrenaline. Thế thì ở bệnh viện Bạch Mai cũng tuân thủ tốt cái việc này, nên ngay sau khi mà bệnh Bộ Y tế giao cho cái nhiệm vụ mà tiêm vaccine cho các cái đơn vị ấy, thì bệnh viện đã tổ chức ngay là cái chuyện trong trong cái ống tiêm bẻ sẵn adrenaline để sẵn hết, các bàn tiêm để sẵn adrenaline sẵn, nên khi xảy ra phản vệ thì tiêm ngay. Thì chúng tôi cũng tiêm rất nhiều, nhưng xảy ra phản vệ ở bệnh viện Bạch Mai có một số ca, nhưng có ca nào nặng đâu. Nhưng mà xảy ra phản vệ ở Hải Dương mấy ca đầu với lại xảy ra phản vệ ở Bắc Giang mấy ca đầu nặng lắm, rồi chúng tôi phải điều trị mất trung bình hơn 5-6 ngày bệnh nhân mới ổn được. Nhưng ngược lại mấy ca phản vệ ở bệnh viện Bạch Mai xử lý ngay tại chỗ lập tức, không có bệnh nhân nào nên nằm quá 3 ngày cả. Nó rất đơn giản, anh chị hình dung là mà chúng tôi có một cái cô nhân viên phòng kế tổng hợp, cô ấy được tập huấn kiểu như này. Thế khi hôm cô đi làm cô ấy ăn cái tôm, cái người bên cạnh ăn tôm có ngửi vào cô lên cơn khó thở. Thế chính mấy bà kế tổng hợp lại cấp cứu cho, mà chỉ có là sáng đến chiều là cô ấy ổn hẳn. Anh chị hình dung là cái là cấp cứu càng sớm càng tốt, thì chúng ta để sẵn những tất cả những dụng cụ như thế nó sẽ giúp cho chúng ta. Thế thì trước đây chúng ta cũng biết là phản vệ trước đây chết nhiều lắm. Như bọn Mỹ nó chết chỉ có 0,69%. Đó là 69%.
nó chết tỷ lệ chết thấp. Thế thì chúng ta biết là tại sao chúng ta chết nhiều, vì phần lớn chúng ta chết chẩn đoán nhầm, chúng ta chẩn đoán muộn. Chúng ta thấy bệnh nhân thở rít khò khè tăng huyết áp, chúng ta tưởng bệnh nhân bị hen phế quản hen tim, nên chẩn đoán nhầm hoặc muộn. Và thứ hai nữa là gì, chúng ta sử dụng adrenaline không đúng cách, chúng ta tiêm tĩnh mạch khi chúng ta cuống quá tiêm tĩnh mạch hoặc là tiêm không đủ liều. Thế thì bọn Úc nó cũng nói về vấn đề tiêm adrenaline và tiêm các thứ, thì khi mà bệnh nhân mà có biểu hiện mà nặng rồi thì không sử dụng corticoid, gọi là thay thế adrenaline ngay từ đầu. Các anh chị cho vào sau thì không sao cả, các anh chị cho corticoid, cho kháng histamine sau đấy thì không sao, nhưng mà đừng có cho ngay từ gọi là đơn thuần corticoid, chị chú ý. Thì các cái điều trị khác thì đương nhiên là thở oxy rồi các thứ thì chúng tôi không nói, nhưng mà tại sao trong vấn đề này chúng tôi có nói đến với mấy thứ, một là truyền dịch. Các anh chị biết là đối với những trường hợp phản vệ nặng, các anh chị truyền dịch, truyền nhanh, truyền nhiều, truyền 1 lít rưỡi dịch, nhưng mà rất nhiều trường hợp là gì, bệnh nhân nặng xong các anh chị ngày thứ nhất các anh chị truyền dịch xong, bệnh nhân thấy ngày thứ hai bệnh nhân thấy bệnh nhân khó thở lên, anh chị không dám truyền dịch nữa, không dám truyền dịch, bệnh nhân càng nặng lên mà bệnh nhân càng tụt huyết áp, càng phải tăng thúc vận mạch lên. Thì mấy ca phản vệ của chúng tôi làm khi mà mình phản vệ với vaccine đấy, chúng tôi làm, chúng tôi cả làm cả pico các thứ nữa, bởi vì theo dõi thấy là bệnh nhân thiếu dịch rất nhiều. Thì nếu tí nữa tôi sẽ chiếu cho các anh chị xem một số cái tình huống, nhưng mà thiếu dịch rất nhiều trong trường hợp như thế, vừa một mặt vẫn phải bù dịch vào, nhưng bệnh nhân suy tim rất nặng, EF thậm chí khoảng 30%, trong trường hợp nặng nữa thì chúng ta phải làm ECMO, nhưng mà trong trường hợp vẫn cầm cự được thì không cần phải làm. Đây chúng ta thấy là thì phản vệ, đây là cái thông tư 51, cái này thì đã, bệnh viện Bạch Mai đã ban hành từ năm 2014, là cái phác đồ này đã ban hành. Thì cái này là cái đề tài do Bộ Y tế giao cho bệnh viện Bạch Mai làm chủ nhiệm đề tài, nên là từ 2014 thì chúng tôi đã làm, là chúng tôi đang phải. Thì đây là một cái trường hợp mà anh chị biết là một cái cháu bé nó chỉ có 22 ngày tuổi thôi, nó dị ứng với bất kỳ cái gì, anh chị nhìn đúng. Thế nó đối với cháu bé này thì chúng ta có cái phản vệ thì chúng ta làm bằng bằng cái gì được, chúng ta không có đo huyết áp được đúng không, chúng ta nghe mà nghe có thể có thò khò khè thở rít các thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất đây gọi là dấu hiệu phù quynh, nó phù nhanh, phù mặt, phù niêm mạc, nó ngạt thở và nó vào viện thì trong cái tình trạng là bắt đầu nó sau khi mẹ nó lau bằng cái khăn ướt ấy, cái khăn giấy, cái tạ giấy của cháu, thì nó bắt đầu nó mẩn ngứa hết lên, thì vào bắt đầu nó mẩn, nó đỏ hết, các anh chị nhìn thấy chưa, các chị nhìn ở dưới nhìn rõ đúng không? Thế chị nhìn này, thế thì ngay từ đầu các bạn ấy cho adrenaline, vì cái này chúng tôi tập huấn cho các bạn năm 2016, nên các bạn ấy tập huấn thì các bạn tiêm adrenaline, tiêm 1/5 ống adrenaline tiêm bắp, tiêm như bình thường. Vào lúc đầu tiên vào thì thấy các anh chị nhìn không, thế oxy thấp, SpO2 có 94%, nhịp tim 156, đối với cháu bé này thì có thể hơi nhanh một chút, nhưng mà chỉ cần 5 phút sau tất cả triệu chứng là nó nhạt dần, và sau 17 phút sau các triệu chứng nó hết. Các triệu chứng sau là 17 phút sau các triệu chứng nó gần như nó hết, gần nó nhạt hết và nhịp tim SpO2 nó lên. Cái này đây, thế có nghĩa là chúng ta chỉ xử trí càng sớm càng tốt, nó giống hệt như trong cái cấp cứu của chúng ta vừa nói. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng tôi cũng phối hợp với các anh em ở Sơn La, khi mà ở bệnh viện tỉnh Sơn La là làm xa, làm ở các nơi rất xa. Thế có nghĩa là gì, à, cái ca này là khi mà Sơn La tiêm vaccine đầu tiên thì tiêm xong thì bệnh nhân phản vệ ông phó chủ tịch Sơn La, ông bảo là gì, thôi ông không tiêm vaccine ở Sơn La nữa, ông cho hết về Hà Nội tiêm, ông đòi cho hết về Hà Nội tiêm. Thế ông Khuê, cục trưởng cục khám chữa bệnh, ông sợ quá, ông không biết làm nào, ông bây giờ tại vì bây giờ lãnh đạo sở Sơn La, nhưng mà ông Khuê ông cũng gọi, ông bảo anh em Sơn La thì họ hội chẩn với các thầy, họ yêu cầu là đem máy ECMO về, thế tôi bảo là đem làm sao được, cũng đem máy ECMO từ trên Hà Nội đến 7 8 tiếng lên nơi, bệnh nhân có khi chết rồi, chở bệnh nhân xuống Hà Nội thì cũng có khi bệnh nhân chết trên đường, tôi bảo không, cứ làm tại chỗ đã. Cái bệnh nhân này là một cô nhân viên y tế của viện phục hồi chức năng ở Sơn La, có tiêm vaccine trong khoảng 15 20 phút sau bắt đầu bệnh nhân mẩn ngứa hết, bắt đầu anh chị nhìn vào bắt đầu mình buồn nôn khó thở, đây là những dấu hiệu phản vệ và tiêm. Thế khi sau khi bệnh nhân được vào khoa hồi sức tích cực thì bệnh nhân bắt đầu suy hấp rất nặng SpO2 này, bây giờ nghe phổi gian ẩm hai bên. Các bạn, chính vì các điều này tôi muốn nói với các anh chị này, khi mà các anh chị thấy là bệnh nhân cảm giác cái Sơn La, khi các anh chị cảm giác đây là một trường hợp phù phổi cấp suy tim, cái này rất hay gặp đối với các bác sĩ hồi sức, gặp các anh chị chúng ta không biết là bệnh nhân suy tim nên chuyển dịch hay không nên chuyển dịch, nếu không chuyển dịch thì chuyện gì xảy ra, nếu chuyển dịch thì chuyện gì xảy ra, anh chị nhớ đây, đây đấy là một cái ranh giới mà các anh chị rất hay phải đối mặt. Thế thì corticoid rồi adrenaline người ta dùng cũng liều 0,3 microgram, không cao, nhưng anh chị nhìn vào đây thì anh chị nhìn thấy là lactate bệnh nhân là 50 ở 19 phần 12 phần 11,5. Cái thứ hai là anh chị nhìn thấy HCT 53%. Thế khi mà chúng tôi hội chẩn với trao đổi với các bác sĩ ở trên thì tôi chỉ cho các anh chị là thứ nhất là bệnh nhân lactate tăng như này, đương nhiên bệnh nhân sốc, bệnh nhân thiếu dịch,
Và thứ hai nữa là HCT tăng lên này chứng tỏ là bệnh nhân đang bị cô đặc máu, nó thoát dịch. Đây là những cái mà chúng ta, những cái dấu hiệu rất nhỏ thôi nhưng mà chúng ta phải quan sát. Chúng ta quan sát, chúng ta phải hiểu dấu, những dấu hiệu đấy thì người ta mới giúp được cho anh chị ở đấy. Thế thì sau khi mà bệnh nhân vào viện ấy thì vì bệnh nhân nghĩ đến phù phổi khạc bọt hồng thì các bác sĩ đấy họ cho xử lý như một cái phản vệ, một cái phù phổi cấp, cho morphin, cho furosemide. Nhưng mà tôi nói với các bạn là càng cho furosemide thì bệnh nhân ấy sẽ càng nặng lên, chắc chắn bệnh nhân sẽ càng nặng. Thế thì các anh chị thấy là huyết áp SpO2 này bọt hồng rất nhiều, cho thở không xâm nhập. Thì cho thở không xâm nhập rồi, thế thì bây giờ tôi bảo với các bạn là các bạn phải truyền dịch vào. Vì cái này siêu âm tim ấy, ở đấy không có bác sĩ biết siêu âm tim. Thì các bạn phải siêu bằng cách nào? Các bạn siêu một cái ghi cái hình clip xong gửi cho chúng tôi xem, hay là trao đổi với nhóm với nhau thì ta thấy là gì? À, xem cái hình cái tim nó bóp như nào thôi. Là định hướng chứ không biết siêu âm tim, bác sĩ không biết. Máy quang thì hỏng. Cả cái máy quang có, cả viện có cái máy quang di động thì đem đi chụp cho bệnh nhân bị COVID. Tóm lại là rất giống nhiều điều kiện bệnh viện dã chiến của chúng ta hiện nay. Anh chị hình dung rất nhiều bệnh viện. Thì chúng tôi nói với các bạn đây, cho thêm bù dịch vào, nhưng mà các bạn không dám, các bạn đi cho phải theo dõi theo nước tiểu hay mù dịch phối hợp. Và sau đấy thì chúng tôi bảo đây là một trường hợp suy tim, vì chúng tôi làm PICO. Vì trong các bệnh nhân phản vệ chúng tôi làm PICO, chúng tôi thấy là gì, nó giảm sức cản hệ mạch, ở sức cản hệ thống tăng rất nhiều nhưng mà sức co bóp cơ tim giảm. Thế trong trường hợp sức cản hệ thống giảm, trong trường hợp mà sức cản hệ thống giảm tăng như thế thì chúng ta phải giảm bớt adrenaline xuống, nhưng mà sức co bóp cơ tim tăng giảm thấp thì cho một chút dobutamine vào được. Thế trước đây thì phản vệ thì các thầy rất ngại cho dobutamine vì có thể sợ là dobutamine nó làm nhịp tim nhanh. Nhưng mà nhịp tim nhanh nó một phần thôi, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là nhịp tim nhanh nó liên quan đến chính là thiếu dịch nữa. Nhưng mà chúng ta cứ quy cho một tội. Nên là sau khi mà chúng tôi làm PICO cho mấy ca phản vệ để vaccine vừa rồi, chúng tôi cho một số trường hợp cho dobutamine liều thấp vào, và chúng tôi thấy là chúng tôi giảm được adrenaline, nó rất phù hợp với cái thăm dò huyết động của bệnh nhân. Thế thì tôi hướng dẫn cho các bạn ấy làm, thì các bạn ấy làm bắt đầu adrenaline có thời điểm các bạn ấy tăng lên 0,42, xong các bạn giảm xuống. Tiếp tục, anh chị nhìn, nếu mà với một bác sĩ mà không làm hồi sức thường xuyên, mà không tiếp xúc với bệnh nhân phản vệ nhiều ấy, thì các bạn rất sợ vì CVV lên 25. Anh chị nhìn nhận, các là bệnh nhân suy tim rất nặng và bệnh nhân rất khó thở rồi. Thế thì trường hợp này thì người ta không biết làm gì cả, vì chúng ta không có cái công cụ gì trong tay cả. Và xét nghiệm lactate 10, nên anh chị nhìn này, các bạn ấy táo hỏa nên bù cả bicarbonate. Là sợ quá, nhưng tôi nói với các bạn là không được. Nếu mà sau đấy các bạn đặt ống nội quản cho an thần nọ kia các thứ, tất cả cái này cũng đọc máu, tất cả cái này thì tôi nói với các bạn là không phải. Vấn đề là gì, khi trao đổi với các bạn thì luôn luôn theo dõi nước để bù dịch vào. Có những thời điểm bù đến 250 ml một giờ, có những thời điểm 100 ml một giờ, có thời điểm 200 ml giờ, và thay đổi liên tục theo từng giờ một. Các bạn này chỉ hướng dẫn thì khi bù dịch như thế thì nó mới đủ được, và sau thì chỉ cần 2 ngày sau thì tình trạng bệnh nhân nó ổn dần lên. Các anh chị nhìn này, đây là những cái dấu hiệu. Thế thì chúng tôi theo dõi các bạn ấy thấy là gì, nhịp tim nó giảm xuống, nhịp nhịp thở giảm, đương nhiên là bệnh nhân thở máy rồi, SpO2 thì nhưng đo cái tĩnh mạch chủ giới này. Cái này là cái dấu hiệu mà tôi đã trao đổi các bạn này, nó giống như cái biến thiên sóng mạch trong cái USCom ấy. Anh chị nào đã làm USCom ở đây hoặc là cái sóng mạch còn, thì nó là cái PPV hoặc SPV trong biến thiên sóng mạch cho cái khi mà bệnh nhân thiếu dịch nhiều ấy, thì cái biến thiên của sóng SpO2 nó nhiều. Các anh chị cứ quan sát kỹ vào các cái dấu hiệu. Các anh chị quan sát kỹ vào các cái dấu hiệu này thì các anh chị sẽ thấy cho. Và anh chị thấy là gì? Siêu âm tim. Đây là những cái dấu hiệu hàng ngày các bạn ấy trao đổi. Thì sau 5 ngày sau đối với các trường hợp này thì phản vệ phần lớn là 5 ngày sau nó ổn, 3 đến 5 ngày kể cả suy tim rất nặng. Thế thì trong phản vệ trong khoảng 10 đến 30 phút sau khi xảy ra phản vệ thì khoảng 35% lượng nước nó thoát ra khỏi lòng mạch. Nên cái chuyện bù dịch rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta xử lý adrenaline sớm thì nó giảm được cái chuyện bù dịch. Nên cái phần trước tôi nói với các anh chị là chúng ta xử lý adrenaline sớm thì chúng tôi không đề cập đến bù dịch. Nhưng đối với cái nhóm nặng như này thì chúng ta lại bù dịch rất quan trọng. Nhưng mà bù dịch ở đây nó rơi vào một cái tình trạng là các anh chị rất dễ bị nhầm lẫn giữa chuyện bệnh nhân phù phổi cấp. Anh chị không dám bù dịch, anh chị cho nhiều lợi tiểu vào. Và càng ngày bệnh nhân càng nặng dần lên. Nên đây là những cái mà chú ý. Thế thì trong trường hợp này thì thường là suy tim trong khoảng vệ 2-5 ngày cho nó ổn định thôi. Thế còn một trường hợp này thì rất hay gặp. Rất hay gặp mà đợt vừa rồi chúng ta gặp thường xuyên, mà chúng tôi mấy hôm mà COVID nó mới xảy ra nó nhẹ thì gặp rất nhiều người tiêm vaccine về cứ nghĩ mình bị phản vệ. Chúng ta tuyên truyền tốt quá, chúng tuyên truyền tốt quá rất nhiều người nghĩ mình phản vệ. Thế anh chị thấy đây là một cái cô nhân viên ở bệnh viện tỉnh Hà Nam, ở bệnh viện huyện thôi. Thế cô này có tiêm vaccine trong lúc khoảng 9-10 giờ tiêm vaccine trong. Thế xong một lúc sau tê tê chóng mặt khó thở. Bệnh nhân ban đầu chưa khó thở, bệnh nhân ở bệnh viện huyện thì người ta nghĩ là liệt tứ chi. Thế là bệnh nhân tiêm xong vaccine trong liệt đứ đừ luôn. Anh chị, cái này các anh chị ở đây có ai gặp bao giờ chưa?
và tiêm xong thì bắt đầu đến buổi hơi khó thở, nhịp thở hơi nhanh. Thì đối với theo tiêu chuẩn thì các anh chị nghĩ là phản vệ không sai, đúng không? Bệnh nhân SpO2 giảm một chút, nhịp thở hơi nhanh một chút đây này, nhưng mà cảm giác khó thở vẫn là cảm giác của bệnh nhân. Nên chúng ta luôn luôn phải nghe xem có tiếng rít thanh quản không. Nên anh chị chú ý, người ta xử trí adrenaline xong, xử trí xong nó cũng không hết, đưa lên bệnh viện tỉnh. Nên đưa lên bệnh viện tỉnh thì người ta chụp chiếu hết tất cả thứ, người ta không thấy vấn đề gì cả. Người ta chẩn đoán là bệnh nhân hội chứng Guillain-Barré. Thì chúng tôi nghe người ta xin liên hệ chuyển lên, nhưng tôi bảo là không thể có Guillain-Barré mà vừa tiêm xong một lúc sau nó phản ứng kiểu đấy được. Người ta bảo không không có. Thế khi lên xong thì chúng tôi cũng khám xét, thì lên chuyển khoa hồi sức. Chúng tôi cũng khám xét lên, các anh chị hình dung là lúc vào khoa cấp cứu người ta khám thì thấy cũng liệt tứ chi. Liệt như đúng rồi ấy. Cái này nó không phải nói liệt liệt hoàn toàn. Thế thì lúc mà lên khoa hồi sức tích cực, tôi với bác sĩ Thế Anh đang ở đây, tôi ngồi, hai anh em ngồi nói chuyện, bệnh nhân đang chuẩn bị lên, đang trêu Thế Anh bảo là em ra, em bảo với bệnh nhân ấy là nó đứng dậy, nó dọa nó mấy câu, nó tí nữa nó đứng dậy nó đi. Ông Thế Anh ra ông nói một lúc, mà hồi bắt đầu nó chân nó dơ hết lên, xong bảo đấy là 9 giờ đứng dậy, 9 khoảng 6 giờ tối khám mà, đến 9 giờ tối bảo nó đứng dậy nó đi, thì đứng dậy 9 giờ tối nó đứng dậy nó đi loanh quanh trong phòng, sáng sau đi làm điện cơ làm các thứ nữa. Thì tất cả những trường hợp này, thế thì đây là một trong trường hợp mà các anh chị sẽ phải đối mặt rất nhiều. Liệt chỉ là một phần thôi, nhưng cảm giác khó thở, cảm giác nghĩ là mình mang phản vệ thường xuyên gặp. Cái này thường xuyên gặp, với tôi gặp nhiều lắm, nhiều người gọi điện suốt à, nên là chị chú ý. Có nghĩa là chúng ta cho adrenaline thừa trong tình huống này không sao, nhưng mà chúng ta luôn luôn thận trọng với phản vệ, luôn nghĩ phản vệ nhiều hơn là nghĩ cái khác. Nhưng mà trong cái phản vệ đấy vẫn có những cái mà chúng ta nghĩ quá một chút cũng không sao. Đây là muốn thông điệp muốn đến nói với anh chị trong trường hợp này, đấy là những cái gọi là không may nếu chúng ta quá, cũng đừng có gì hốt hoảng quá vấn đề phản vệ. Thế thì đây là cái vấn đề về cả các cái. Thế thì trong bài phản vệ hôm nay có mấy thứ cần nói. Một, đưa là các anh chị hiểu là adrenaline là thuốc duy nhất có tác dụng ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là các bệnh nhân chết liên quan là chúng ta không sử dụng, không đúng liều, không đúng cách, và chúng ta không sử dụng adrenaline. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là chúng ta sử dụng adrenaline sớm thì chúng ta sẽ giảm được truyền dịch. Vấn đề thứ tư nữa, trong phản vệ luôn luôn có thiếu dịch, dù bệnh nhân suy tim phù phổi, đây là của về cấp là thoát dịch. Nên khi chị nếu mà anh chị thấy mà bệnh nhân phù phổi, đừng có lại gì là chúng ta dừng truyền dịch và chúng ta chỉ cho lợi tiểu. Lúc đấy chỉ ngày hôm trước hôm sau bệnh nhân càng ngày càng nặng lên. Và dấu hiệu nặng lên là đầu tiên là bệnh nhân sẽ nhịp tim nhanh. Trong phản vệ dấu hiệu nặng lên là đầu tiên là nhịp tim nhanh dần và bệnh nhân sẽ chết vì suy tim. Đấy, đây đấy là những cái dấu hiệu. Còn các cái vấn đề khác như là corticoid như kháng histamin thì anh chị chú ý là nó không thay thế được adrenaline trong trường hợp Ta vẫn nhớ chúng nó ta bị mà nặng. chắc là nguyên Không tắc phải là cái khử huyết động à? Thì các ta anh chị có không không hỏi gì biết không ạ? chứ ta